mưa gió bão bùng đêm qua. Khủng khiếp, tưởng là sập cây hết trơn rồi chứ. Ai ngờ bão bùng chống chọi được. Hôm qua bị gãy hết một cái nhánh cây vú sữa. Buồn nao lòng, bắp không biết sao đây. Trời đất ơi, ra cờ rồi mà ngã nghiêng, bão quá chịu đâu nổi. Hơi nữa lớn thì chứ nhỏ nhỏ xíu nữa là cũng không trụ nổi. Nhưng mà không sao, cũng một hai ngày nắng là bắt đầu nó ngóc đầu lại được. Hơi là vuông gốc cao rồi đó, không vuông gốc cao chắc đi bụi hết. Nó có trái rồi thấy chưa? Chỗ cờ ở trên là dưới ra trái nè. Nhìn nhỏ nhỏ chứ cũng trái hết trơn rồi nè. Đây cũng được hai quả nè. Hai quả nè. Tầm 10 ngày nữa là có bắp ăn rồi. 10 ngày nữa là có bắp non để mình luộc. Luộc hoặc là mình bào ra mình nấu chè. Hoặc là mình bào ra mình làm chả giò. Hoặc là mình nấu xôi. Nói chung là bắp nó nhiều công dụng lắm. Hello anh, em tưởng mình chơi trốn tìm. Ủa? Hello anh. Ủa sao sáng sớm anh ra đây chi vậy? Hôm qua mưa lớn quá bão á, nó bị ngã hết. À, ra phải dựng lại. Anh dựng á? Ủa? Thiệt á? Tụi mấy đứa mà Quỳnh Lập rồi về trồng tỉa bắp rồi vuông bắp rồi mà bình thường. Hương hương, hương đồng quê. Nghe mặc đồ giống như người Nhật quá vậy. Em kiếm gì đó nó mới mẻ. À, mới mẻ hả? Nhìn giống pháp sư quá ha. Đây em tới em giúp cho những cái cây này nó lớn nhanh hơn. Thôi cảm ơn. Nó lớn rồi. Mời vô nhà trọ Destiny, xin mời. Em tưởng tới là mình sẽ chơi trúng tiền, mình chạy mình đi kiếm anh chứ. Thích quá nhỉ. Vô. Dạ. Ui. Oh. Ủa cái chỗ này là để chơi đúng không anh? Để chơi. Để chơi. Giống bãi biển hả chị ha? Bãi biển á, chứ gì nữa. À. Qua đây, qua đây, qua đây. Mít thì quê đâu? Dạ, quanh Đà Lạt đây. Đây. Mặc áo chữ Đà Lạt luôn này. Ok. You know quê đâu? Em ở Thanh Hóa. Rồi, hai chỗ đó ngon luôn. Ủa, ví dụ bị trùng thì sao anh vậy? Trùng thì đuổi về. Rồi, mời tìm Đà Lạt và Thanh Hóa. Nè, Thanh Hóa nè. Đúng rồi. Có cái quy ký rồi. Giờ mình ký kế bên. Ồ, anh cũng ở Thanh Hóa hả anh? À, gái tự ký Đà Lạt đi. Đây đúng không ạ? Thầy biết, kiếm đi. Không có chữ hả mình? Vừa gõ lên ở dưới có. À. Gia Lai đó, kế bên Gia Lai là gì? Gần gần. Sao này nó được anh Giang kiếm giùm vậy? Em có biết rồi nha. Em cũng nghĩ là chỗ đó. Đúng rồi, cái bộ môn kiến thức địa lý này nó. Cái này là biên giới đúng không? Dạ đúng. Đồng có giáp biên giới không? Không ạ. À. Thì kiếm đi cũng còn. Nhưng mà ý là nó phải vô trong đúng không? Thì kiếm đi. Đấy đi. Sao nó gãy quá? Gãy thì đền thôi. Rồi qua ký đi để chú sửa cho con. Nhưng mà Lâm Đồng Đà Lạt là nhiều lắm. Nhiều lắm là gì? Ý là nhiều người ở lắm. Lâm Đồng mà có nhiều. Ký mình chừa, đứng qua bên đây nè. Mình ký mình chừa cho người ta. Mình chừa lại. Để coi chữ ký sao ha. Vui vui vui. Vẽ cái gì vậy ta? Ủa sao chị vẽ đẹp vậy? Chứ là vẽ nhanh quá vậy. Em cũng vẽ gì đó ta. Em vẽ em chết tim rồi. Tên đen đen đen. Rồi mời gắn vô. Dạ. Mới tới mà đã thấy kiến thức địa lý như vậy là thấy hơi khớp rồi nha. Ở nhà trọ này mình có cần kiến thức nhiều không hả chú? Nhiều đó chứ. Nhiều hả? Ở nhà trọ mà áp lực quá ta. Chứ mà vô. Người qua đúng không chị? Từng người một đi. Sao vậy? Chị đứng sát vô con. Dạ. Này giống mình đang chuẩn bị đi du lịch đó chị. Thì mình đang đi du lịch mà. Mình đi du lịch nên mình mới ở nhà trọ nè. Đúng vậy. Đây cầm. Dạ. Theo mình được biết thì mấy cái máy bây giờ mình không nên rảy bởi vì nó sẽ bị hỏng. Đúng rồi. Anh
À, là giờ máy máy này là mình không có còn lắc lắc nữa hả chị? Không. Ừ, lắc là bị nhòe hình đó. À. Chà, anh Giang này chụp đẹp dữ. Trời trời. Rồi mỗi đứa một kim nào. Dạ. Mình có đưa nó ra ánh sáng. Mình lấy một trắng đi. Ừ, mình đứng mà phải để ra ánh sáng. À. Cho nhiệt thì đúng hơn. Ồ. Trời, cái tấm bảng này quyền lực quá ha. Thật là những kỷ niệm. Những khách đáng yêu. Rồi, gắn vào đi nào. Dạ. Đang xem những người khác ạ. À? Chết rồi, sáng sớm bị hai mái rồi nè, trời đất ơi. Em đã nhanh chim cột tóc em lên. Ủa, ai đây? Anh Giang ai đây? Đâu? Ai đây? Đố đó, đố, đố đoán được đó. Chị Buka ạ? À? Buka nào mà chân dài như vậy? Ai gì trời? Đen thui luôn. Đen thui. Trời ơi, ôi ác. Đây nè. Đây là ai nữa? Sao sao cái tập này ai cũng bị đen thui vậy? Dù ra chị có dự cảm chẳng lành rồi em ạ. Hiếu nè. Hiếu. Hiếu là ai? Vậy thì đây là anh Bắc không hả? Đúng rồi, đây nè, chính xác. Chị có dự cảm chẳng lành rồi em ạ. Em cảm thấy còn nữ đen là ai? Ừ, nữ đen là ai? Chắc Khánh Vân á. Giống chị nè, có chị kế bên nè. Nhìn mặt lạnh lùng quá. Không lạnh rồi em ơi. Nơi đây đi dễ chứ khó dễ. Anh nghĩ là em thấy là trong tất cả các ảnh thì chỉ có mỗi tấm đó là đen đen thôi. Em nghĩ là tụi mình không xui như vậy đâu. Thì tụi mình ghê hơn đấy. Ủa, tấm hình của ai rớt vậy nè? Trời ơi, bà Quốc Khánh. Rồi, chúng ta sẽ vào check in nhé. Dạ. Let's go, 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 go. Let's go. Ai dê, ai dê, ai dê. Một buổi sáng thật là trong lành. Đây là phòng của Miss Thi. Đây hả? Đúng vậy. Wow. Nhưng mà chúng ta chưa vô phòng đâu, mình dòm cái rồi mình đi qua kia mình chơi. Trời ơi trời. Thật là lãng mạn. Buổi sáng hôm nay thời tiết thật là đẹp. Còn đây là phòng của Juno. Tại vì Juno to nên phải ở phòng to. Yeah. Juno big boy. Em còn có cái lầu nữa. Juno big room. Dạ. Ồ, Juno còn có cái lầu nữa. Duplex. Chắc hay đi mua nhà chung cư lắm nè. Yeah. Có cần để ba lô vô không? Dạ có. Dạ có. Cho nói cho chị để ké được không? Dạ rồi. Em đang tính hỏi. Sẵn sàng chưa? Dạ. Dạ rồi ạ. À. Rồi. Rồi chúng ta qua nhà gỗ. Em thấy bên mình còn có chiếc xe nữa. Bên đây, bên đây. Không khí rất thơm quá. Mát mẻ, không khí mát mẻ. Là mình sẽ có một cái trải nghiệm ở đây. Dạ. Thấy không? Mình ngủ đêm mai về. Mình có phải trả tiền không ạ? Không. À, nhà trọ mà. Ừ. Mình sẽ chơi đùa rồi mình nghỉ dưỡng dạng vậy mà. À. Ăn uống rồi vậy thôi. Xong rồi mốt mình có được quay lại không anh? Có chứ. Thấy không quay lại là biết tụi mình nhạt. Trưa nay mình ăn gì ta? Bà Mít Thi là không biết ăn rau nè. Không biết rồi, bây giờ ăn rồi. Tại vì hơi có vấn đề về tiêu hóa. Nên phải ăn rau rồi. Ừ, phải rau với trái cài vô. Dạ đúng ạ. Em tưởng là ở Đà Lạt là ai cũng ăn rau chứ. Chị xuống đây cũng 10 năm rồi em. Nói chuyện như mấy đứa mình hỏi. Ủa mẹ ở đâu hả? Tớ ở miền Tây. Ở miền Tây sao bạn biết bơi? Cái hình kia hỏi lại mẹ ở đâu? Tớ ở gần sân bay thì sao bạn biết bay? Đúng là mẹ không có ăn rau thì nhiều rau lắm. Nhưng mà mình kiểu không thích á. Yeah. Xong rồi cái mẹ kêu ăn đi con. Cái xong kìa xuống Sài Gòn không có mà ăn rau. Xong nghĩ trong đầu là mà không có mà ăn thì cũng tốt thôi. Tại mình đâu có thích mẹ ăn. Mẹ cũng ngộ ha. Là miền Sài Gòn không ăn rau hay gì. Ít rau hơn. Xong rồi cái xuống đây thì cũng ít ăn rau thì cái hơi có vấn đề về tiêu hóa. Đúng rồi. Yeah. Có rau là vấn đề nặng luôn chứ hơi gì. Nó giảm nó tránh rồi. Nó hơi mệt mỏi á, nó hơi cần phải đổ mồ hôi. Nãy giờ áp lực căng thẳng lắm rồi. Thôi ở đây, không ở đây toilet ok lắm. thôi xịn xò được quan. Vâng ạ. Rồi trưa nay mình ăn gì ta? Dạ trưa nay em nghĩ là mình đang ở vùng biển, mình hải sản đi ạ. Hải sản cá đồ đó hả? Cũng được ạ. À? Ừ, ăn cơm bình thường thôi. Dạ, cơm đúng rồi. Cơm gia đình thôi. Cơm. Thế rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Tự nấu mà. Đó, mình có cái bếp được gì thấy không? À, vậy em có tài, có khả năng trình diễn tay nghề. Biết không? Anh đi nấu ăn với em rồi mà. À, chết, gớp. Vậy để em phụ chị. Nào hiểu đó. À, không, em nhìn nó vậy, với lại gia đình, có gia đình rồi nữa thì chắc là khả năng nấu nướng. Bé cái nấu không à? Mà em cũng chế biến nhiều món lắm. Sáng tạo chế rồi đó. Nói em sợ sáng tạo rồi lắm. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì đầu tiên ạ? À? Mới sáng tới mình có hoạt động gì giãn gân cốt không anh? Như kiểu là mình sẽ đạp xe đạp hay gì không ạ? Nghỉ ngơi chứ đi, chung vậy. Rồi đúng rồi đó chị. Không, em sợ tí nữa em nghĩ luôn á. Sáng em dư năng lượng.
Sao em dư năng lượng không? Kể đánh phấn không đều nữa. Đây em kể cho. Sao? Là sáng em hỏi là không biết chắc tới đi quay chắc là cũng có make up ha. Ừ. Xong rồi cái mọi người chắc vậy á thôi. Cái sáng em đi lên tới nơi, xong cái không, chứ nó không có make up gì ơi. Cái xong nãy vô nó thấy nè, em đang phải ngồi ở trên đó, em make up trên cái xe mà cái xe rung lắm. Dạng vậy hả? Đúng rồi, dữ lắm, nghiêng ngã nữa. Nên đánh không trúng đâu ra đâu hết á. Nhưng mà thôi, ít nhất cái mặt đó cũng đỡ đen. Chỉ cho không đều chi nữa. Anh giùm vô đi. Sao mới quay cũng giùm vô nữa. Tán rồi, mới tán rồi. À, mất rồi à? Anh mới chạy giúp. Ôi, sao? Gì? Chiếc xe dễ thương quá. Có, bốn chiếc ở đây chiếc nào? Nhìn là ở ngoài bằng gỗ đi thôi, hay là cái chiếc xe đạp bằng gỗ luôn anh? Miss Thi muốn đi một vòng khám phá xung quanh không? Dạ, muốn. Đi chiếc nào? Dạ, chiếc này. Chiếc này là chiếc xe đạp và có điện luôn. Chúng ta sẽ mở ở đây. Ai muốn đi xe nào thì đi đi. Xe chị ngon á. Rồi, mình sẽ chạy à. Chạy vào vòng vòng để mình gọi là dòm xung quanh ha. Mà anh Giang có chắc anh Giang chạy được không vậy? Trời ơi trời. Em thấy rồi, thôi. Đi. Let's go. Mở điện lên chưa? Hay là muốn đạp? Đạp. Ủa, nhưng mà lâu rồi đi mới đi xe đạp lại nó hơi lắc nha. Thiệt ra có cái này mình chậm thôi. Có cái này chị không dám nói sợ anh Giang anh mắng. Chứ vậy? Tụi mình cái đứa trẻ nhất thì đi xe máy, mà cái người lớn tuổi nhất thì lại chạy bộ. Ok, tập thể dục. À, đây là một thử thách đó Juno à. Tí nữa anh Giang mà mỏi gót rồi thì em biết ai phải là người đi bộ rồi đúng không? Oh no. Anh Giang à, anh ngắm coi thử là ở đây có mưa không? Mưa đó. Là cái sân của mình tới đây luôn hả anh? Đâu có. Anh Long của người ta. Anh Long à. Ồ, Thanh Long này buổi tối người ta lên đèn đẹp lắm anh. Thanh Long đúng rồi. Anh Giang có hay chạy bộ buổi sáng không? Có chứ. Em cảm thấy mình ngồi thông thả vậy không ổn lắm ta. Vậy em có muốn đổi không? Em thử trải nghiệm đi, chị nghĩ là đường về em ổn á. Ổn không anh? Ổn chứ. Ở đây gì ạ? Chua. Chua hả? Chạy xe đạp là em nhớ kỷ niệm đi học hồi ở Đà Lạt quá. Dạ. Ở Đà Lạt mấy dốc cao vậy á, mà đi xe đạp mỗi lần thấy cái dốc quá muốn xỉu luôn á. Nhưng mà lúc về thì sướng lắm. Em cũng có kỷ niệm với cái xe đạp đó. Là cái gì? Là với chị Dạ nữa, với anh Huỳnh Lập nữa. Em lên cái gãy cái xe đạp luôn. Thiệt luôn, đi quay mà gãy thiệt luôn. Ý là xe đạp bình thường đúng không? Xe đạp đôi á chị. À, xe đạp đôi á. Dạ. Nó gãy em ngồi đằng sau, cái là gãy đằng sau luôn. Xong hên mấy anh nó cho mấy kiếp nắng lại cái bánh được cong veo lại luôn. Xong rồi tới hình như là gửi cho người ta 50k hay gì đó, cái người ta nắng lại cho mình. Trời ác, có 50k rồi, đó là hư cái xe đạp đôi. Chị có muốn đổi xe không? Em cũng muốn thử đi xe đạp. Được. 200m là xa không? Cho mình cái mũ. Đợi nó. Anh ổn à? Dạ. Yeah. Trời ơi, có chừng gãy xe tôi. Bị dướng cái váy. Bây giờ nha em, chị thấy nó hơi mềm mềm á. Thử coi. Đi trước đi. Không, em thấy cái bánh xe em cũng sợ quá. Thấy nó hơi mềm mềm mà nhưng mà không sao đâu, nương tí là được. Em không muốn cái kỷ niệm Đà Lạt lặp lại đâu. Nhưng mà nè, em thấy nó rung rung. Thôi không ổn đâu. Em nghĩ là không ổn lắm. Ở Đà Lạt thì có thể gãy được, nhưng ở đây thì không. Không đâu, chắc tại cái chiếc này cái bánh nó nhỏ. Dạ. Nếu mà xe dạng của mấy anh cu rơ thì em nghĩ là em ngồi được. Mát mẻ quá ha. Dạ. Yeah. Mấy người ngồi trên xe mát chứ người chạy nóng lắm. Thôi em cũng có hoạt động đây. Em em đang đi hả? Dạ đúng rồi. Chứ em ngồi ông thông dong quá em cảm thấy cũng hơi tội lỗi. Hơi ngại hả em? Đúng vậy. Nay vừa về có tô phở ăn ngon ha. Ủa nhưng mà anh Giang ví dụ ở đây mình đi mua đồ thì mình phải đi xa không? Gần. Nhưng mà ở khúc này của mình là gần biển đúng không anh? 10 phút. Dạ. Yeah. Đã chạy mệt còn bị hỏi nữa. Wow. Chỗ này đẹp vậy? Ừ. Mát lắm. Hay là cây gì vậy trời? Tràm á. Tràm. À, chứ người ta gọi là hồ tràm á. Là bởi vì ở đây có cây tràm. Rồi em thấy hơi thở anh Giang bắt đầu nặng nề rồi. Em cảm thấy hơi thở cũng hơi nặng nề rồi. Đúng vậy anh ơi. Đúng vậy. À. Lên ga. Chưa. Ổn. Ổn không gì? Ổn. Nhanh nào. Hóa ra là mục đích của chiếc xe là để như vậy. Đỡ mệt không anh? Đỡ mệt chứ. Anh thấy được sự mát mẻ chưa? Có chứ. Bây giờ mới thực sự là mát mẻ. Đi 2 tiếng đồng hồ xuống đây á trời. Giờ gọi không nghe máy luôn.
Rồi, quá là mát mẻ. Ở đây mình có săn bắt hái lượm không anh? Không có đâu nha. Nghĩ sao vậy? Chạy bộ à, hàng chi em gọi anh Giang quá trời luôn, không được. Sao cái giọng khàn quá vậy? Chơi gì ác vậy, kêu xuống đây rồi cái gọi không ai nghe máy hết trơn. Điện thoại để ở nhà rồi. Ủa rồi người ta chạy bộ rồi sao em làm gì vậy? Tao thấy dùng kia xe đạp, tao thấy dùng nè. Hello anh. Một người em. Một người em gì mà sướng chân vậy? Một người anh. Vậy là hôm nay mình có tiết mục làm tóc hả anh? Có, hôm nay em có đem quà xuống cho anh Giang. Cái gì vậy? Thì em bán nghệ chứ không bán thân. Ơi. Vậy thì tiền thẻ là lá hết tóc gì anh luôn, tóc anh dài rồi. Đúng vậy. Chị thấy tóc em sơ lắm rồi. Đúng vậy. Hai tiếng mình thi cắt tóc không đi. Không có, khách em mà. Ủa vậy? Khách tiệm em mà. Bây giờ cái màu này không đẹp lắm. Bỏ tiệm em ơi. Cái màu không đẹp lắm, vừa khác được không? Không phức tạp á. Ở bên nhà mình có bùn hay gì không anh? Bùn cái gì vậy? Sao lại bùn? Nhà không có bùn thì có xình được không? Được. Em có cái bộ này dưỡng tóc ok lắm. Thôi. Anh dưỡng anh đi. Không, cái này là bên Nhật thiệt luôn nha. Cái đồn mới đi nhập học á. Về luôn á. Đúng rồi, phải học mỗi ngày chứ. Đúng rồi. Giờ lớn rồi không hay học thôi. Nhỏ mới học. Nhỏ bỏ học lớn rồi mới hiểu tại sao. Đúng rồi. Thôi nãy giờ anh đứng đây chờ tội nghiệp ảnh rồi. Nè, người ta cái bản người ta là nhà trò Destiny. Không, cách... em có chụp hình rồi, em có chụp hình rồi. Nếu em có chụp hình. Chạy vô đó chứ mất mấy gì chờ. Thì giờ gọi coi có ai đón mình không chứ. Gọi đó, không có biết. Đi 2 tiếng xuống đây. Rồi không ai nghe máy hết, sợ anh, sợ chứ. Sợ người ta bị gọi là gì? Bị bùng kéo. Không biết điện cái coi lại lịch phải ngày hôm nay không nữa. Tại vì em biết sao không, em hay đúng giờ lắm. Nhưng mà em sai ngày. Thì thôi bây giờ mình về nhà. Vâng. Lên xe. Let's go. Anh Giang anh chạy bộ vô hả? Đúng vậy. Đến lên đó các bạn, đi bộ rồi đến xe đạp, xe máy rồi giờ xe hơi nữa nè. Tí nữa trực thăng tới luôn. Đủ bộ. Tí nữa trực thăng. Nãy giờ mình có trực thăng rồi. Lai cam. Chạy về bãi xe đi. Dạ. Rồi. Tắp vô lề phải. Vô đây. Ủa chưa khóa xe rồi. Đợi xíu anh Giang. Nhanh để mưa. Đúng rồi, mưa. Thôi mưa rồi. Vô. Mưa là lát mình chết đi sao. Đi vô nhà gỗ. Juno ơi, vậy là chị biết tại sao có cái nhà hai lầu rồi đấy Juno à? Chết rồi. Em ở chung với anh Hiền đúng không? Chứ gì nữa. Ủa sao anh không được ở chung với Mỹ Thi à? Gan. Cái nhà gì mà đi mỏi chân quá. Đi nãy giờ chưa vô tới nữa. Wow. Cho anh xem miếng nước đi ạ. Vâng ạ. Ôi ôi, chạy bộ đã ghê luôn á. Người nó nhẹ chạy đã lắm. Chứ ăn rồi sao chạy. Ướt như tắm luôn. Dễ sợ. Mới đi Đà Lạt vậy á Thi? Dạ, em mọi người Đà Lạt. Ôi dạ. Người ta ký lên Đà Lạt nè. Vậy là hôm nay không có hoạt động ngoài trời rồi. Hồi đà sáng giờ mình có rồi đó. Anh bỏ lỡ hoạt động ngoài trời rồi. Anh bỏ lỡ thì anh... Không, anh phải chạy bộ. Vậy anh bỏ lỡ đúng rồi. Hôm nay nè, nên chạy bộ nè. Sao nãy nó đi xe? Nãy nó đi xe máy anh ạ. Vậy cho em lựa chọn. Ơi hết mưa rồi. Không, nó sẽ không hết đâu, nó sẽ mù mà cứ vậy đó. Có gì ăn không anh nói chứ đêm nào chứ em đói quá. Đâu giờ này sớm mà, mấy giờ rồi? Như là phải đi nấu rồi cái gì, đi bắt rồi đi trồng gì đó. Bây giờ mới 9:30 vậy anh. Trời ơi. Ồ mới 9:30 sáng à. 3 tiếng nữa mới ăn cơm. Lẽ ra mình có hoạt động ngoài trời. Nhưng mà thôi trời mưa quá. Dạ. Thì mình hoạt động ở đây luôn. Giờ mình tắm mưa luôn. Rồi, chơi là chơi đi. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thông tin ở trong này. Chưa ai biết gì hết. Khoan. Cái tay lành lắm. Bây giờ vậy, chúng ta sẽ có một trò chơi. Đoán. Một đoán thông tin. Bây giờ chọn đội đi. Ai với ai đội? Trắng đen đi. Em bị trắng đen đi nhiều cho ra ít bị đi. Nhiều ra ít bị. Được. Rồi là em với anh đi. Rồi hai trắng, hai hai mình. Dạ. Yeah. Yeah.
sẽ có một người cầm cho camera thấy. Ví dụ Hiền cầm thì Mr. Kim thấy. Và thông tin này phải được giải thích bằng tiếng Anh. Tiếng Anh. Ok. Ví dụ trong này là nó đẻ là con hình con thỏ đúng không? Rabbit. Rabbit. Đó là Hiền phải đó, đó là con cọp. Em đoán vậy là sai. Đào la thì giỏi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu hiểu hiểu. Hiểu chưa? Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Đợi đi chơi trước đúng không? Dạ. Rồi. Ủa tự nhiên cái quy định đợi đi chơi trước đúng không? Cái con nhỏ này cũng dạ luôn. Ủa mình chơi trước. Sao để người ta chơi trước? Chứ sao thường dễ thắng hơn. À dạ. Đợi chơi chỗ, đợi chơi trước thì sao? Ok, quánh tu. Đó. Mình thua mình chơi sẵn. Ờ bớt lại. Randy. Về gọi Yuga Randy là thấy. Thôi xong rồi. Mình phải bắt đầu chứ. Vô Kemi open nha. Ok open đi. Vô. Ô ô ô. So sleepy. Walk to work nha. Walk to work nha. Walk to work hả? Sleepy see. Quá. Nét. Ginger. Trời ơi cái gì buồn ngủ gặp chiếu mạnh ai mà mình biết được. Ginger. Oh ginger. Ginger. Super spicy. Ginger. Oh, ginger. Super spicy. Ginger. What is ginger? Ginger. Ginger là gì ta? Ginger là gì ta? In the thing. Eat sushi. Eat sushi. Have ginger. You eat sushi and then you eat ginger. Yellow ginger. Red pink, ginger. Pink. Pink ginger. Nát đi! Nát đi! Trời ơi! Khó như quật! Quật! No, no, no need money to buy. Cái này là ca dao tục ngữ hết đúng không? Quật, 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 no need money to buy. Choose something to say make me feel good. Feel good? Oh, happy together. Happy together. Dễ lắm! Easy, super easy luôn á! Next! You want next? Next luôn! Trời dễ! Trời ơi, cái gì? Lời nói chẳng mất tiền mua hả? Thấy chưa? À, đây này, em thấy thì em thấy dễ cái không? Cái này dễ này, cái này dễ nè anh. You, do you swim? Ok. Ocean, ocean have big wave. If you see wave, don't lose your hand. You know when you go swimming đó? You go swimming, you see big wave, right? Đang bơi thấy sóng hả? Đúng, 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 big wave. À, một cái cơn sóng lớn tới. You vậy nè. You see big wave and sẽ, you... Sẽ chèo. You see big wave, quang you trọng know... Là, quan trọng know. Là, quan trọng đâu biết câu này. Ok, qua tiếp. Giờ thấy sóng cảm. Chết. Câu này khó lắm, qua đi con, pass đi. Không, cái này dễ nè. Quan trọng là nó không biết câu này. Đúng. Không, I make you know. Eat one rice. Eat one When you eat. When you eat rice. Rice, đây mà rice. Rice with a lot of water. Rice with a lot of water. Cháo. Yeah, you eat that one. You run three Phil. Nói qua là không tin tôi. Anh không biết cái gì vậy? Câu này em bác cháu chạy ba quãng đồng hả? Cái này nè, đi học biết câu này. Đi học là biết câu này nhưng mà không biết tiếng Anh. Cái gì mới tới mà áp lực quá vậy ta? Everything cover in the mirror. Everything cover the mirror. À. People in the same country must love each other. Chỉ cần anh dịch được câu sau thôi. You only need to dịch câu sau thôi. Translate. Everybody in the same country. À, mọi người giống như là. No. Everybody in the same country love each other. Không biết luôn. Trời ơi, nãy giờ hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Yeah. Khổ quá. Rồi. Chưa ăn sáng nữa mà cho vận động trí não cực mạnh quá. Bây giờ tới Hai Tiếng Mình. Dạ. Trời ơi, nó dễ quá. Sao cái bộ này
dễ quá. Mỗi lần mình chỉ cần đúng một lần là mình thắng rồi đó. Mình bắt đầu chưa mọi người ha? Đó, thấy chưa? Chưa gì là thấy có chuyện chủ nhà set up rồi. First learn chấm chấm chấm. First learn after learn. Đi học đi 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 vào đại học một sàn khô. Không nè. First learn first learn thank you. Hello. À, tiếng chào còn không mâm cổ. Khó quá, cái đó khó quá rồi. Angel. Thiên thần. No. Bụt. Bụt. Ai cho vô say bụt. Angel. Là tiếng riêng, tên riêng đó. Ferry. Ferry là chiếc xe hơi á. Không, Ferry. Tinkerbell. Tinkerbell, Fairy, Tinkerbell. Chúng tôi đi. Ok. Next. Tiên học lễ hậu học văn á. À, câu đi. Trời ơi. Nãy Tinkerbell là gì? Tinkerbell là tiên. Xong rồi lễ là lễ phép. Dạ thưa, hello. Ủa Tinkerbell là tiên gì? Tinkerbell là con tiên ở trong Peter Pan á, trong hoạt hình á. Không, bây giờ này bây giờ em không nhìn luôn, để em coi em thử. Đúng rồi, thử rồi, thử rồi. Ít. Eat fruit, remember. Đó. Em nghe câu đó là em cũng biết luôn. Đúng. Ok. Brother. Sale. Bán. Yeah. Buy another brother. Cái này sao brother? Bán anh em gì được. Bán mà còn xa mua lấy gì gần. Sai. Bán anh em xa. Cái gì vậy tiên khác? Sai. Another one. Night. Turn the light in the sky. Về nghe giống mày đồng láp vậy mày. Midnight. Turn the light in the sky. Pray for parent. Live with me. Nửa đêm con thách đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Nhưng mà hai chữ đầu là gì? Night. Đêm. Đó. Đêm. Đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Son. Cá hoa muối cá ương. Tự nhiên thôi. Đúng vậy. Mẹ nó bị con hư. Chính xác. Cũng có câu đó luôn hả? Cá không ương. Rồi. Biết câu đó rồi. Không biết. Cái này thua tại anh không biết thành ngữ. Next. Tiếp tục. Power of father like a mountain. Con trai như núi Tây Sơn. Chỉ mẹ nó cho người trẻ đai. Dễ quá. Hết rồi. Em. Quá tuyệt vời. Đồng đội em. Đây em, anh mở ra anh coi lại đi nè. Buồn ngủ gặp chiếu manh. Không biết câu này luôn á. Quan trọng là thấy mình không biết cái chuyện chiếu. Cái này dễ nè. Mà ông này không biết chuyện giờ. Please welcome to the next round. Yes. Trời ơi, cái này mà làm được tôi đập đầu xuống đất. Trời ơi. Vô suy nghĩ hơi căng nha. Next one. This four word. Four word, 4 từ. Đúng rồi, hay hay. Hợp lý đó. Nhưng giờ giải thích không được. All. Lớn. Oh, for the next round. Cái gì già néo. Nghĩa đen của nó là khi mình cột buộc hai cái gì đó lại bằng một sợi dây mà mình chặt quá. Là đứt. Là đứt, gọi là già néo đứt dây. Trong cuộc sống như vậy. Cái gì cũng có mức độ vừa phải thôi. Mình căng quá thì sẽ bùng bồn. Mình cố quá là quá cố luôn. Next round. Dog need a home. Chó cần nhà. À, chó cày cần nhà ga cày gân chuông. Hay. Bên này hay nè. Bên này hay chứ bạn có hay đâu. Bên này. Nhưng mà đồng đội em. Ồ, ở bên Úc 2 năm là chưa nhìn thấy câu này nữa. Suy nghĩ quá. Mình ở khu người Việt không đúng không? Không, em ở khu người Trung Quốc. Nói tiếng Trung luôn. Ni hao. Xíu ngọn chi à. Bị. Thôi nè. Nè, được không? Sao vậy trời? Đàn. Cái gì á? Câu này dễ nè. Nhưng mà biết thầy sợ biết câu này chứ. Tôi là câu này tôi biết liền luôn á.
Không, để em hỏi Bích Thư coi em biết câu này không. Để cho máy người ta quay dưới này đó. Anh đi. Cho dịch luôn. Cho dịch luôn. Dịch đi. Cho anh Mi. Ờ, you. Go. You go. And me miss. Ai chứ Mi ở đâu đây? Anh đi, anh nhớ quê nhà. And nhớ hương lúa chín gì đúng không? Xa em biết câu đó nhưng mà em không có nhớ. Water with the đậu chát. Nhớ. Water. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ nước, nhớ non nước hả? Nhớ. Súp. Súp. À, canh, nhớ canh đi. Nhớ canh đi, đỡ như chè biết đau. Thôi được rồi. Rau muống tiếng Anh là gì? Nhớ canh rau muống hả? Rồi nhớ gì nữa? Có luôn nè, có con kia. Kìa. Hôm qua đi anh ơi, nhớ canh rau muống gì? Nhớ dầm tương. Nhớ cà dầm tương. Tiếp tục. Trời ơi, con này tôi có ok này. Khoan để em đọc câu này đó. Trời, tôi biết câu này luôn rồi, sao dịch? Somebody. Ờ, ai đó. Take a full rice. Ai lấy tô cơm hả? Sầm lấy hả? Ai lấy nhiều tô cơm hả? Ai take. Ai là tiếng Việt đúng không? Ai là tiếng Việt hay là no, dùng? No. Somebody. Ai đó. Somebody. Ai. Somebody everyone. Quá đi. Nè. Ai ơi bưng bát cơm đầy. À cái này. Khó câu lắm. Này dễ nè, ngắn. Yeah. How many? We have 5 words. 5 từ. Yeah. For this round. Yeah. Quá dễ luôn á. Biết chữ này, biết câu này không? 5 từ. Quá dễ luôn nha. Pen. Pen là sai rồi đó. Sweet. Pen sweet. À, nỗi đau hả? No. Pen. Cây bút. Pen. Cây bút. Bút. No. Viết. Pen. Cỏ. Cỏ. Draw. Sơn. Pen. Draw. Vẽ. Yeah. Vẽ hả? Vẽ. Sweet. Straight, vẽ thẳng. À. Vẽ đường cho Hương chạy. Yeah. Vẽ đường cho Hương chạy. Vẽ được the way. Draw the way. Oh. Hết rồi. Oh. Okay. Finish. Thank you. How many? I think 10 or 9. Hai đó. Nhiều có hai vậy. Ủa? Ba chứ. Hai lượt chơi mà mới có hai cũng thua mình rồi. Ba chứ. Cái gì đầu tiên mình đúng rồi, ba được nè. Vẽ đường cho Hương chạy nè. Vẽ đường cho Hương chạy nè. Rồi cái đầu tiên mới vô cái là mới vô là chó rồi. Cày gần nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Hai. Nè. Có hai thôi. Ủa vậy hả? Không, mình gà dữ vậy anh. Chỉ là một chút phân nì thôi đúng không anh? Bây giờ là nấu ăn rồi nè. Ồ, trường quá. Nhìn cái bếp này xịn nha. Ồ. Anh ơi cái này cái hương gỗ này là em nhớ đến nồi bếp ở quê em. Nồi bếp quê mình hả? Dạ. Trời ơi. Ủa gì cái nhìn cái cục thịt kìa. Bếp sảy rồi. À. Ê, em bóc vỏ tôm cho chỗ nhìn mấy tôm này ngon quá à. Đây, đầu tiên mình sẽ làm món tôm sốt Thái. Không. Cái gì vậy trời ơi. Sốt Thái là chỉ có đi nhậu mới có. Ăn cái gian gì, nó gian nhậu cho nên gian làm quá trời luôn, không cho tụi em làm gì. Từ. Trời anh giao công việc sao trời, miếng thịt ngon thì 4 chỉ luôn. Hồi sáng nay mình mua hả anh? Trời đảo quá. Ủa mày lấy đâu ra vỏ chuối vậy? Em thấy... Đó, chuối đó. Phải đây nè. Hello. Trong đây còn 5 cô rồi sao không nữa. Trời ơi. Nó mới đẻ. Nó đuổi mình đi, nó chửi lắm. Ôi, không, nó đang... kêu là con tôi đang ở đây. Đi ra trong khác chơi. Ý, nấu cơm. Dạ, đây em nấu cơm nha. Nấu cơm bằng nồi này á? Hơi cực nha. Mà người muốn ăn cơm nồi gang hay là muốn cơm điện? Cơm điện đi cho không, chắc cơm nồi gang. Đúng rồi. Nó mới vui. Không, ăn cái đó có cái khác á. Nè, vô xin hai lon gạo. Dạ. Anh ấy cho em 3 lon đi. Đây em cắt thịt cho anh Giang. Ờ, đứt tay đó. Không, em biết cắt mà. Đứt tay. Anh Giang cắt tỉ mỉ thiệt, cái nào bằng cái đấy luôn. Sao cảm thấy cái nồi này nó nặng quá vậy ta? Nồi gang mà. 3 lon hả anh? 3 lon, trời ơi. Vô gạo đi rồi bắt lên. Đây để em mở giùm miếng nước đi. Hồi đó nhà em bán gạo mà, để em làm cái này cho.
không thiệt. Bán vậy gạo này gạo gì? Gạo này hả? Biết chính liền. Này gạo dẻo, hạt dài, thơm này loan. Bẻ lắm không? Dưới cho tao thấy mà xào lắm rồi đó. Tám thơm. Tám thơm. Này chắc nhớ biển nhà nó có cái gì nó nói cho mình. Cái này là gạo Destiny. Mà anh Giang nấu cơm nhanh lắm, tốc độ bàn thờ luôn á. Thấy mình mới chưa do gạo xong, người ta cắt xong miếng thịt rồi kìa. Em nhớ có đợt đi quay với anh Giang mà chờ chuẩn bị tối mà trong 1 phút 30 giây anh làm xong nguyên cái mâm nướng rồi tùm lum tùm la. Ờ thiệt á. Đó, để nắp lại. Mình sẽ có thịt kho tộ ha, rồi rau sống ha, tôm. Tôm làm món gì? Tôm nấu canh hả? Tôm nấu canh hả? Tôm nấu không, canh à? Tôm này em nghĩ là nên nướng muối ớt. Cho 2 lon bia luôn anh ơi. Cà xào tôm đi. Ra ngoài cái cà dĩa nè. Cà hả? Cái cà thì to. Dạ. Một trái một thôi. Một trái một thôi đúng không? Rồi. Rồi. Lột 5 con tôm. Lột 5 con tôm. Đúng rồi. Nhưng mà anh Giang ơi, em muốn ăn tôm với thịt. Hả? Em muốn ăn tôm rim thịt cơ. Về nhà kêu người yêu nấu cho ăn. Không được ăn nên mới phải lên đây xin cái món này đấy ạ. Đây. Nhưng mà không bự lắm chứ kia bự hơn. Mình đúng là đi săn bắt hải lượm luôn á. À yeah. Tôm nướng thịt thì không cần phải bóp vỏ. Cái này bóp vỏ để mình làm canh thôi không? Dạ. Yeah. Trời ơi thiệt luôn, cái này mà bỏ lên nướng là em chắc em ăn cái đầu luôn á. Nè, tôm nướng thịt mình cắt vậy nè. Rồi cắt bỏ vô luôn anh. Cắt cái đuôi vậy nè. Ủa vậy? Cắt cái chân vậy nè. Em muốn ăn sống sashimi luôn á. Ok anh để đi em làm cho. Ok ha. Ok để rồi. Chết rồi. Mình cảm nhận được một điều là mình không thể nào mà mình làm đầu bếp được luôn á. Sao vậy? Để anh làm gì anh cũng thấy ngon quá. Hay vậy quá. Anh mới bắp tôm thôi mà anh làm giống như là anh chế miếng được cái gì á. Trời ơi. Oh my god. Trời ơi, cái màu. Lát nữa mới đẹp, giờ chưa đẹp đâu. Lấy mấy con tôm đây. Lấy mấy con tôm. Đây ạ. À. Bên kia kìa anh. Bỏ vô đi. Cha. Thơm quá vậy ta. Chưa gì mà thơm quá vậy. Đừng quá. Ôi cha. Thơm quá anh Giang ơi. Xỉu úp xỉu đau luôn á. Anh Giang nêm nếm. Tổ tiên mách bảo thôi chứ không cần động đếm gì hết ạ. Em nghĩ là em sẽ ăn rất nhiều cơm đấy. Thơm chưa? Làm chắc tới mai mới ăn hả Vĩ Thi? Các loại rau để vô đi con. Rồi dọn chén ra đi. Yeah. Nhanh quá ta. Nấu vậy cơm là chậm nhanh đó. Có tụi em nên làm chậm đó. Mình ăn nấu nhanh nữa. Sao em thấy mẹ em nấu bình thường cũng lâu lắm mà. Mẹ em nấu phải 3 tiếng. Con xin lỗi mẹ. 3 tiếng là nấu đám giỗ hả? Ủa tự nhiên có chén tôm khô vậy? Dạ, bọn con thích ăn ạ. À ok. Cơm là phải đầu bàn. Đúng rồi. Cái màu nó tới công chuyện quá. Đơn giản nhẹ nhàng không? Mời mọi người ăn cơm ạ. À. Mời mọi người. Trời ơi. Để miếng thử tay nghề anh Giang coi. Ngực. Nó có một cái độ ấy nhất định á. Độ ấy là gì anh đang tính định đúng không? Anh đang tính định chứ không biết tìm từ gì đúng không? Trốn cơm lắm luôn á. Đây. Dạ. Anh Giang nấu cái gì cũng cay á. Cay quá hả? Không, hơi thôi. Tao đâu cuộc đời mình còn nhiều cay đắng mà. Không mà thiệt, cái đó nó thiệt luôn nha. Đó em đâu biết ăn cay đâu. Đi ra đường làm ăn riết về ăn cay thấy cay đắng bình thường. Ừ thiệt. Mày nhỏ ăn cái gì mà cay xíu rồi nhảy dựng lên làm cái ghê lắm. Ra đường giờ gặp cái đắng là trời ơi, vợ tao xong vừa có được cái nhò gì. Hãy ăn thử đi Hiền. Dạ. Ăn thử cho biết đời. Nè. Cảm ơn Hiền. Lão à. Cái cà ở lão à. Anh Giang sáng giờ chạy bộ rồi. Bây giờ ăn có thấy ngon hơn không anh? Ngon hơn nhất. Hiền. Dạ. Trời ơi. Tinh túy của trời đất là đây. Trời ơi, nói gì nữa. Mình ăn cơm bạn chanh vô vậy. Sao mà, cái này hơi chút chua. Trời ơi, thịt con mà chua đâu đây. Hơi chút chua một xíu à. Ừ, thịt con mà chua. Em thích ăn chua. Ngủ chứ. Ngày đi làm tiệm hoài chắc ăn cơm bụi không hả? Ừ. Không có là ăn cơm nhà. Lâu lắm. Dạ. Lâu lắm. Có cái gì không? Có hai thứ mà lúc ngày nào mỗi ngày mà em phải ra tiệm hôm nay đi làm mặc gì. Ừ. Thứ hai là hôm nay ăn gì. Còn cái này ở chậm nha. Không nữa chứ hả? Nữa chứ. Dạ.
Thôi anh lâu tiếp lần chứ. Ngày nào tiếp được bán nhà luôn. Không không mình ạ. À. Gì? Không. Những sự thật đằng sau. Nói cháu gì đặc không? Đúng. Không ăn thì nữa. Nó nói anh diễn hài không hay. Nhân tiện anh Giang vắng mặt thì mình hãy nói xấu anh Giang đi. Ai khởi xướng trước đi. Sợ ra thì anh thấy là anh Giang nấu cơm cũng bình thường. Bình thường. Ngoài cái chuyện ngon ra thì chả có gì để nấu. Anh là anh. Mọi người có nghe nó nói gì? Yeah. Thảm hại gì? Còn ăn cháo đá bát. Tôi hơi cay thôi. Thôi mày đừng có xạo. Cái nét diễn của mày đã lộ ra rồi. Biết anh đã từng đóng phim điện ảnh mà. Anh diễn cái kiểu live stream đó làm sao anh qua mặt được anh? Kiểu live stream. Không, gài nó một cái thôi là nó lúng liền. Anh là hôm nay mình nói thì mình á nếu hết ăn cái món này mà nó cay, còn cái này á thì mình không ăn được mướp. Hồi nãy anh Giang bỏ nguyên cục mướp vô này, nó phải mướp đó, này là cả mà thì ý là cái giống loài này cũng không ăn được. Không có mướp không ăn được hả? Trời ơi, sao phải ăn lấy ăn để. À, anh mới rút ra một cái kinh nghiệm khi mà ăn nha. Cái gì ạ? Đó chính là khi mà mỗi khi mà mình ăn một món mới á, là mình phải set up cái đầu của mình á, là không được. Là không phải ăn được mà là xóa đi những cái cũ ăn thì mình mới ăn được cái món mới, thì mình mới cảm nhận được là à, cái món mới cái vị nó là như vậy. Ác lắm, ác lắm. Cái cà chua là giỡn hơn, giỡn hơn mà chẳng ai nha. Mày đứa nhỏ mà hứa em nha, hứa em nha. Bận rộn mà, thời gian nghỉ ngơi đi. Có một điều kiện. Dạ sao? Mày hứa tầm lấy chậm đi. Lấy mà anh có anh nào ngon ngon giới thiệu em. Trời nè, quá trời mấy anh quay phim. Quá trời quay phim không thích đẹp đâu. Cường đô la, được chưa? Cường đô la luôn. Người ta có chồng có con, ơi có vợ có con mà. Chứ ý là khoe ra tiệm mình cắt tóc cho Cường đô la đổi vậy. Có gì đâu khoe, đó là sự thật. Khoe mày thử qua cắt bên em. Tùm lum hết anh nè, quá trời luôn. Mà bình thường là anh cắt luôn hay là thợ anh cắt? Thì mấy anh em thì anh cắt. Nhiều người em quay clip em cắt tóc thì tất nhiên là có mấy cái cảnh giống như mình nấu ăn thì mình quay cái tay mình đang nấu ăn. Xong có mấy comment của mấy bạn là tay của ai đó hả? Tay người khác. Vai quá rồi, cắt dựng khít quá rồi, kiểu vừa quá giống quá vậy. Nói trời ơi, biết cắt tóc thiệt mà, dễ dẫn quá. Lát nữa cắt tóc biểu diễn cho mọi người coi. Lát tóc anh Giang biểu diễn cho mọi người. Ok, nhưng mà đừng có đem anh ra làm chuột bạch nha. Nhưng mà trước đó là mình làm lập nghiệp là mình lúc mình mở tiệm là mình tự cắt luôn, xong rồi mới thuê thợ hay là hồi đó là đúng rồi, hồi xưa là anh tự cắt hết. Tự nhiên cái một ngày nọ thì cái đang ngồi ở tiệm bán quần áo nè của em, xong cái tiệm thấy lướt là cắt tóc. Thứ thấy ủa sao cái môn này là cái môn gì đó, tại vì cái cắt tóc đó rất là khác với cái thời điểm đó anh. Xong mình mới bắt đầu mình coi, xong mình nghiên cứu thì cứ mày mò mà xong rồi bắt đầu thử nghiệm rồi, mà thử nghiệm toàn là thử đầu tiên. Thử dữ không à, thử Johnny Chí Nguyễn, thử Quy Me, thử Hoàng Quy, thử La Thành, thử vậy nó thử cỡ đó không á. Mà họ còn hết đâu cái tiệm mình không? La Thành thì còn, Chí còn nè, Quy Me cũng còn nè. Anh giống em lúc mà em mới học xăm á, em không biết chém thử với ai á. Xong người đầu tiên em thử em xăm sai chấm tả. Ủa má, nhưng mà nó kinh khủng lắm, cái chữ nhỏ lắm, cái chữ nhỏ xíu à, nên là không sao hết. Yeah. Em nghe lo quá. Chỉ là lần đầu tiên thôi. Tiếng Việt hay tiếng Anh? Dạ tiếng Anh. Cái đó là chữ RIP, R-I-P. Rồi chị Thành chữ gì? R-I-R. Tại lúc đó là đang nói chuyện quá. RIP là nghỉ ngơi á hả? Dạ, yên nghỉ rồi hả? Cái chữ P cuối cùng á, đang nói chuyện vậy nè, đang xăm mà quay phim nói chuyện quá, cái xong đi thêm nét nữa. À, sao được giải thích là R-I-R là rest in room? Không, rest in romance. nhưng mà thì ra là em cũng có hỏi và anh chị thợ xăm rồi, cái chuyện sai chính tả là có xảy ra, thậm không, chí nghĩa là cái chuyện đó rất là bình thường. Rồi, nhưng mà quan trọng là sai trên người nào. Nhưng mà ghê quá, ông nhỏ đó là nó học xăm chung, cái xong rồi cái xăm sai chính tả cho nó, xong nó kêu sau này em học xăm là đến em xăm cho chị nha, cái em nghỉ cái lớp đó luôn rồi. Ủa chạy đây người nò quá, tôi nò đó, hôm nay tôi ăn nhiều quá. Em ăn chưa em chưa nha.
Giờ mình ăn xong mình làm gì ta, ngủ hả? À. Chơi tiếp đi anh. Ngủ hả? Em chưa mệt lắm. Anh vậy. Anh Giang có bây giờ ngồi coi lại mấy clip hồi xưa mình diễn không? Có chứ. Hồi xưa luôn á. Có luôn, có những lúc chạy ra nói câu, chạy vô nói câu được 30 ngàn đó. Nhớ hết chứ. 30 hả? 35 ngàn. Sau đó lên 50. Đó là 2007-2008. Nhưng mà 2007-2008 nhưng vậy là cũng vẫn ít nha. Rất ít. Ừ, ba chục ngàn là hộp cơm á hả? Nhưng mà hồi đó anh chắc chiêu cơ hội ghê lắm. Đấy là cái lúc nào mình cũng sẵn sàng. Trong tâm thế là một câu cũng phải vui. Một câu mà còn phải vui. Chưa hả? Mình phải làm mọi cách khi mình xuất hiện là mình phải tạo cho một ấn tượng. Dù ngắn hay ít thì cũng phải có ấn tượng. Ok, giờ em hỏi lại một cái câu này nha. Mà câu này em đảm bảo luôn là rất là nhiều bạn giống như em sẽ thắc mắc. Đó chính là cái chuyện mà học sân khấu á, nó có làm người ta vui hơn hay là vui là từ bản thân người ta vui là các bạn như này nè, mình học sân khấu là học đó là mình đó, hồi đó anh học sân khấu điện ảnh, có nghĩa là mình phải học những kỹ năng ban đầu, kỹ thuật ban đầu là cái sơ đẳng nhất. Ví dụ như nghề của em là cầm cái kéo là phải biết cầm như thế nào, hai ngón tay sao, có ba ngón tay sao, xoay kéo sao, cái lượng phải cầm ở hướng bao nhiêu độ, cái kéo khi tiếp xúc với cái tóc là bao nhiêu độ là phải biết, cái đó đơn giản. Còn cái chuyện mà hất được kiểu nào hay không á, là do mình biết sáng tạo, mình nhìn cái đầu người ta, cái mình người ta nó cân đối như thế nào đó. Thì cái nghề cũng vậy, đầu tiên phải biết dù diễn là phải biết tưởng tượng là mình đang đóng vai thằng cha, thì mình phải tưởng tượng là mình cha 70 tuổi, mình tưởng tượng được cái điều đó và mình tin người đối diện với mình là con của mình, là mình phải tưởng tượng điều đó. Mà hồi xưa anh Giang đi diễn, ví dụ như lúc đó là mình trẻ đi, nhưng mà mình phải đóng mấy cái vai già già, nhưng mà mình diễn với mấy người lớn tuổi hơn mình, nhưng mà mình đang trong vai là lớn tuổi hơn người ta rồi, mình diễn có được tự nhiên không? Được chứ, nếu mà đủ niềm tin. Tức là bất chấp lên là phải niềm tin. Cái này đang hơi bị nè, làm sao để giải quyết vấn đề khớp? Khớp lá, ai chả khớp. Nghĩa là vậy nè, cái này là nói thiệt là lúc mà em đi quay với lại anh Hiếu Hiền, chị Trang hay là anh Thành, Lực thì rất là dễ bị cái giống như kiểu là mình bị chắc là tâm lý hay sao, thì gặp những cái trường hợp đó là mình sẽ làm cái việc khớp đầu tiên là chứng tỏ là mình tôn trọng cái đối phương của mình. Mình rất tôn trọng với khớp, chứ còn mình coi thường người đó thì đấu khớp. Không, cái điều đó thì tốt lắm. Việc thứ hai là mình biết họ giỏi nghề hơn mình, nên mình không dám gọi, nên mình khớp. Cái việc của mình là dù mình đóng vai ba của người đó thì mình trong đầu mình là ba. Ba là gì? Là có thể la, có thể chửi, tại sao vậy con? Mày đi học cái gì mà cô giáo mình học quýnh hoài vậy? Còn mà mình khớp là như này, đi học gì cô giáo quýnh hoài vậy? Là mình không có diễn, mình chỉ đọc cái lời thoại nó ra thôi. Ok, thấy cái anh nói cái ví dụ mà tôn trọng á hay á. Vậy là hồi nãy anh không tôn trọng em, anh kêu cái nét diễn em nét diễn live stream. Đúng. Anh xin lỗi em đi. Trên màu mà. Không, khi mình diễn được với người ta cũng không nghĩa là mình không tôn trọng người ta. Nhưng mà cái nguồn gốc đầu tiên khi mình diễn một người mà mạnh nghề, nổi tiếng đi trước mình là mình có sự tôn trọng rõ ràng về cái nghề của họ, nên mình sẽ bị khớp. Chứ không phải là mình diễn với những người mà không mạnh quá, hoặc là mạnh hơn tí. Đúng. Vậy là em quá là lễ phép, em quá là respect. Em cũng thôi, nhưng anh thấy mày đâu khớp với anh đâu. Nếu mày gặp anh là mình giỡn dữ lắm mà, em thấy mày không khớp. Em khớp mà, hát đâu em, anh khớp hết trời đó. Nhưng tụi mình là khớp theo kiểu là khớp. Tụi mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Thế là tụi mình là hợp. Mình hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu hả? Thì không phải là yêu. Tối ấy anh cầu hôn luôn. Gì vậy? Ê, hôm nay không live stream là coi như là bữa sau phải live stream bù 5 tiếng đó đúng không? Không á, cuối tháng rồi, cuối tháng nghỉ ngơi rồi. Anh nhìn xong xuôi, cuối tháng nghỉ ngơi. Ghê thiệt, live stream mà ngày 5 tiếng. Đúng rồi, anh đi làm, anh đi quay ngày mấy tiếng. Quay ngày có khi 2 mấy tiếng. Nói gì trên đó hả? Dạ, chơi game cũng không có cái chuyện đó đó, nó rất là mệt. Hôm bữa anh chơi, anh cũng live stream thử. Chơi thử một cái game ma của Việt Nam làm luôn. Chơi 1 tiếng rưỡi thôi, trời em cảm thấy em rất mệt luôn. Không, nhưng mà tại vì vừa chơi mà vừa nói, mà vừa chơi vừa nói vừa giỡn á. Bởi vậy là nhiều khi là anh quay cái 2 ngày 1 đêm á, là em thấy là clip bữa giờ nó không đi đá banh nổi với em luôn. Kiểu là vừa đi nắng mà còn phải giỡn để vui. Trời ơi, ông Lâm là ông cũng chậu bò lắm á ha. Khỏe lắm. Không, mình cắt máy là vô xỉu. Đó, vậy đó, cắm đầu luôn á. Thôi bây giờ vậy, hồi nãy là ai chơi cái đoán ca dao tục ngữ bằng tiếng Anh là dở nhất.
Trời ơi, nãy phải rồi. Đây. Okay. Vậy thì người ta sẽ dọn này xuống nữa. Thôi áp lực. Nhưng mà có thể khoan hồng là tại vì nãy giờ em bộ anh Giang nấu nhiều không anh Giang. Thôi mình dọn xuống thôi. Dọn xuống đi. Anh để đi mọi người. Bữa ăn xong rồi. Anh rửa được hả? Chưa ăn xong mà em dọn. Bữa ăn xong rồi. Để đi anh dọn được. Anh cho. Cái gì vậy? Sao lão gì ta? Xôi. Ba cái này. Nhầm nhò gì? Hy vọng là mấy đứa nhỏ ở nhà nó không có coi. Rửa chén là nước phải mặn mặn như vậy nè, rửa mới đã nè. Mấy cái này, ba đồ quỷ này, nhỏ gì. Kể ba tính từ về The Big Boy. Năm. Vui vẻ đáng yêu. Ông vua mặt trăng gọi là gì? Vua mặt trăng là ông nào? Salamun hả ta? Kinh nguyệt. Tào lao bắn, ba đi bắn. Tào lao. Mà tóc anh Giang bồng quá. Ồ, hiếm có cơ hội mà được đùa giỡn vậy lắm. Wow. Chết rồi, người ta coi chương trình, người ta có đánh giá hai đứa mình không ta? Cho hai đứa mình tham ăn ấy. Anh không thể làm chứ anh không thể làm nha. Không thể dừng lại đúng không vậy? Không thể dừng lại.